Thưa quý khán giả, tháng 5 là tháng công nhân, cũng là tháng cao điểm quốc gia về an toàn vệ sinh lao động. Để các nội dung trong tháng cao điểm này được triển khai sâu rộng cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong công nhân, thì công tác đảm bảo an toàn lao động cũng được các ngành chức năng quan tâm hơn. Nạo vét hút bùn, vớt rác tại các cống trong khu vực nội ô để không bị ngập nghẹt khi có mưa hay triều cường. Đó là công việc mà công nhân của xí nghiệp cấp thoát nước thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ thực hiện hàng ngày. Để đảm bảo an toàn và giữ gìn sức khỏe cho công nhân, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước cũng đã thành lập ban chỉ đạo an toàn lao động tại đơn vị mình, đồng thời đầu tư thêm phương tiện xe bơm hút để người lao động khỏi phải lặn lội dưới cống như trước đây. Tuyên truyền cho các toàn thể người lao động việc chấp hành nghiêm các quy định về bảo hộ lao động và an toàn lao động, phải thực hiện nghiêm việc thao tác đúng quy trình và đồng thời trang bị các cái thiết bị bảo hộ lao động một cách là nghiêm túc. Thì ngoài ra thì luôn luôn có tổ chức các cái lớp đào tạo huấn luyện về công tác lao động và an toàn lao động thường xuyên cho các người lao động. Trong quá trình thi công, lãnh đạo có quan tâm và đã cấp những trang bị bảo hộ lao động để cho anh em thi công trực tiếp an toàn, đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công tuyệt đối. Cùng với công nhân chuyên nạo vét hút bùn thì công nhân làm nghề thu gom rác được xem là ngành nghề có nguy cơ độc hại cao. Với số lượng hàng trăm tấn rác thải cần thu gom mỗi ngày, lượng công nhân đối mặt từng giờ với việc lây nhiễm từ rác. Nhắc nhở anh em về bảo hộ lao động, mấy anh em mà chạy mà xe mà hơi quá khổ quá tải thì cũng nhắc nhở anh em là chạy xe vừa để bảo đảm sức khỏe cho anh em trong công nhân. Và bên công ty của chúng tôi là cũng có bố trí hàng năm thì cũng có cho anh em khám sức khỏe theo định kỳ của công ty. Cùng với việc cấp phát trang phục bảo hộ lao động định kỳ, các đơn vị sử dụng lao động đều có chế độ thăm khám để chữa bệnh nghề nghiệp cho công nhân. Ngoài ra, các chế độ về bảo hiểm, tặng quà, thăm viếng khi ốm đau bệnh tật đều được thực hiện kịp thời. Độc hại thì có đó, mà có một cái là cũng gắng cố gắng, tại vì công ty cũng phát trang bị đầy đủ đồ cho tụi tôi rồi. Có đó cũng yên tâm về cái sức khỏe và hai nữa cái an toàn. Hàng năm cũng định kỳ khám sức khỏe cho người lao động, công ty cũng trang thiết bị cấp là bảo hộ lao động cho anh em là găng tay, khẩu trang, nón bảo hộ, giày bảo hộ đầy đủ năm cũng hai kỳ. Để đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động cho công nhân làm việc trong môi trường nặng nhọc độc hại, không những góp phần làm giảm thiểu số vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, duy trì liên tục công việc chuyên môn của từng đơn vị, mà còn thực hiện có hiệu quả các quy định chính sách về an toàn vệ sinh lao động.